chào bạn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn về cái chiến lược số 6 là ở giữa những người chiến thắng. Điều đầu tiên tôi muốn nói với bạn rằng là gì? Là mối quan hệ của bạn, đúng không? Mối quan hệ của bạn chính là cái cuộc sống của bạn. Và cuộc sống của bạn chính là tập hợp các mối quan hệ của bạn. Vậy cuộc sống của bạn chất lượng hay không chất lượng nó phụ thuộc vào các cái mối quan hệ mà bạn xây dựng. Vậy thì có 3 điều mà tôi muốn chia sẻ với bạn hôm nay về liên quan tới xây dựng cái cuộc đời tuyệt vời của bạn thông qua việc là ở giữa những người chiến thắng. Việc thứ nhất tôi muốn nói với bạn ở đây đó là bạn cần phải kết giao với ai. Đó, kết giao với ai. Có một cái câu nói mà thầy Jim Rohn có nói rằng là chúng ta là bình quân chung của 5 người mà thường xuyên chúng ta gặp gỡ nhất. Đó. Vậy thì nếu bạn là bạn của 5 triệu phú đô la thì bạn sẽ là người triệu phú đô la thứ 6. Còn nếu mà bạn là bạn của 5 người yếu kém thì bạn sẽ là người yếu kém thứ 6. Vậy cho nên là cái việc quan trọng là bạn cần phải tìm ra những cái người mà bạn cần phải kết giao với. Bạn đồng ý với tôi rằng là nếu như chúng ta có những cái mục tiêu để trở thành người giàu có thì bạn phải đi tìm kiếm những người là đã làm giàu rồi để chúng ta kết bạn với họ, để chúng ta học họ, đúng không? Các cụ có câu là học thầy không tày học bạn. Bạn có công nhận với tôi không? Học thầy không tày học bạn. Thế vậy thì học thầy không tày học bạn thì bạn phải tìm những người bạn của mình. Hay là các cụ có câu là gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Đó. Hãy tìm cho mình cái môi trường tốt, hãy tìm cho mình những người để mình kết giao. Và phụ thuộc vào cái mục đích sống của bạn, phụ thuộc vào cái con người mà bạn mong muốn trở thành, phụ thuộc vào cái chân dung mà bạn muốn xây dựng cho bạn. Tôi lấy ví dụ đối với tôi, khát khao của tôi là trở thành một doanh nhân, đó, một doanh nhân giàu có. Khát khao của tôi là trở thành một diễn giả ảnh hưởng. Thế thì để mà tôi trở thành một diễn giả ảnh hưởng thì tôi phải đi giao lưu kết nối với những cái diễn giả quốc tế, với những diễn giả trong nước mà họ là những người diễn giả nổi tiếng. Thế thì chính vì vậy cho nên là tôi học được rất nhiều từ họ. Hay là tôi cũng kết giao với rất nhiều các cái doanh nhân giàu có, doanh nhân thành công, doanh nhân thành đạt. Thì để tôi cũng học được những cái ý tưởng của họ. Và tôi khẳng định với bạn rằng là bạn sẽ học được rất nhiều từ anh em mà là bạn bè của mình. Các cụ có câu là giàu vì bạn và sang vì vợ, đúng không? Điều thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với bạn hôm nay đó là ngắt kết nối hay là ngắt kết giao. Có rất nhiều những người lấy đi năng lượng của bạn. Có nhiều người thì lấy đi những cái thời gian quý báu của bạn. Và họ là nếu bạn mà tiêu thời gian với những cái người kiểu dạng như là hay nói những cái điều tiêu cực, hay nói những cái điều mà nó dẫn đến làm cho bạn nghi ngờ bản thân bạn, và hay nói về những cái điều mà nó không có ích lợi gì cho cái mục tiêu sống của bạn, cho cái chân dung của bạn và cho cái ước mơ của bạn, thì bạn dùng thời gian với người đấy chỉ làm hại cho bạn thôi. Vì vậy cho nên là hãy cắt cái thời gian, hãy cắt cái kết nối với những người như vậy, hãy cắt kết giao với như vậy, và bạn phải say no với những các cái mối quan hệ như vậy. Các cụ có câu là chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà đến, đúng không? Thế thì vậy thì tại sao chúng ta lại phải chơi với những người chúng ta không muốn? Tại sao chúng ta phải chơi với những người mà họ không mang lại cái lợi ích gì, hoặc là không giúp cho bạn để tiến lên những cái bước tiến tích cực về cái phía mục tiêu của bạn? Cái thứ ba là tôi muốn các bạn hãy nghĩ tới cái vấn đề là mở rộng các mối quan hệ chất lượng của bạn. Mở rộng các mối quan hệ chất lượng nó phụ thuộc vào đâu? Nó phụ thuộc vào cái đích sống của bạn là gì? Phụ thuộc vào cái mục tiêu của bạn là gì? Phụ thuộc vào cái ngọn hải đăng mà bạn mong muốn, đúng không? Ngọn hải đăng ở đây ý tôi muốn nói là cái mục đích cuối cùng của bạn, cái đích mà bạn muốn. Thế thì dựa trên cơ sở cái giá trị đó, tôi lấy ví dụ cá nhân tôi mong muốn là gì? Tôi muốn trở thành một người cha trách nhiệm, một người cha yêu thương. Tôi mong muốn để trở thành một con hiếu thảo. Tôi mong muốn trở thành một diễn giả, một nhà huấn luyện, một nhà đào tạo ảnh hưởng của Việt Nam về phát triển con người và về phát triển kinh doanh. Hay là tôi mong muốn để trở thành một chủ doanh nghiệp là một chủ doanh nghiệp giàu có, thịnh vượng một cách bền vững. Và tôi mong muốn để tôi xây dựng được một cái trường danh tiếng của Việt Nam về đào tạo doanh nhân, đào tạo phụ nữ và đào tạo trẻ em. Thì tất cả những cái mong muốn đó nó là những cái giá trị mà tôi hướng đến. Vậy thì tôi sẽ tạo ra các mối quan hệ, tạo ra các cái
tạo ra các cái kết nối với những các cái cá nhân mà phù hợp với những giá trị mà tôi theo đuổi. Thì đây tôi gọi là gì ạ? Là mở rộng mối quan hệ. Ok, cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Và đừng quên là comment cũng như là chia sẻ cái video này. Và hãy đăng ký trở thành thành viên của kênh YouTube Tiến sĩ Tô Nhật để bạn nhận được các video tiếp theo. Thank you và hẹn gặp lại.